Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi duy nhất một tựa game thôi. Các bạn hãy cùng nhau khám phá cùng mình nhé. Các bạn nghe cái vừa rồi quen không? Akira Style nhé. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chơi tựa game Mario Odyssey. Tiếp tục phần 2 nhé. Ta cùng khám phá vùng đất mới nào. Nói chuyện như này đi. Rất là lạnh. Ok. Chút coi khác. Wow. Nào này xem. Ok. Mua đồ à? Ngon. Nhiều tiền này. Làm một tí đi. Trai luôn. Let's go. Cái gì kìa? Chưa cần xem nhiều lắm đâu. Ngon ngay. Thời gian này phố rồi ta sẽ gặp phải cái phía trước thế nào nhé. Chết. Ui. Chưa quen với cơ chế này. Mình ném rồi. Ui.
tên lửa. Đây, chúng ta nhảy vào đây. Mất sâu. Ngon. Ngon. Ê. Mình tỉnh không? Đi không? Ok. Kia mà ăn. Rồi, nó chỉ là ấm nhòm thôi, chả có gì được. Sao bay ra bên kia nhá. Bắn đi. Let me back. Pong. Chúng ta phải chui vào đây. Let's go. Chúng ta phải 3D hay 2D. Đừng bắn. For fun. May nhớ là bị. Where do we go now? Oh yeah. Mình chết rồi. Oh my god. Chết rồi, vội rồi. Chảy ngay. Kệ. Tinh tinh. Wow. Oh man. Rồi kia nó sẽ nổ. Cậu cậu. Đấy, đấy, đấy. Wow. Tắt nổ liên tục.
Ăn ạ. Đây là cưng. Đi đâu vậy cưng? Khả năng nhìn cái mà thể vô hình đi khá là chậm. Rồi không nhảy được, không nhảy thoát à? Xong rồi, hồi nãy hoay thì mình có tìm được cái vật không sao ở đây rồi.
Mình kéo nào. Quay lại xong. Đi 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 đi. Hey. Mm-hmm.
Chị. Thế nào đấy, con nào đấy. Help! No, I can't help you. Đây. Đừng chơi chạy
À, cái này bán nổi tiếng. Là những cá bồi mình chơi. Cái giá thị trường thế này. Của game Mario Odyssey này. Có lẽ mình sẽ dừng chương trình tại đây thôi. Nếu các bạn muốn mình chơi tiếp được game này hãy comment phía dưới nhé. Cho mình một like và subscribe nhé. Ok, chúng ta sẽ đến với cái chàng trai Mario này lần sau nhé. Bye bye.